Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hiện Long là rất là nổi tiếng trong giới rồi, cũng là một gọi là fan của Long luôn. Nói chung là biết anh Long từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới có duyên gặp mặt của farm em, tặng anh làm kỷ niệm. Dạ, dạ. Giờ đây đó đã có 1 ao, 2 ao, 3 ao, 4 ao, 5 ao đang có con. Dạ. Quá ngày rồi, nhà con ra thì những con khác nó ăn. Đạp cái lưới xuống, cái lưới kỳ vậy. Hình như quấn bên kia nhiều quá kìa. Thả bớt ra. Nhiều cá rồng mà mình thả chung cá coi vậy nó có đánh nhau mà. Không ạ. Đó. Vậy nó nhả ra hồi nãy rồi. Đó. Vậy đâu không phải con này lại sót nữa rồi. Bữa nay còn có con này. Nè. Đây các bạn. Nam cầm thử. Mới vừa con này là nó tự ăn được rồi á. Mới vừa thu hoạch lên, tự ăn được rồi. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, buổi sáng ngày hôm nay mình có duyên may mắn ha, được gặp anh Long và được anh Long dẫn đi tham quan cái trại cá rồng của anh Long ha, cá rồng Hồng Anh. Hiện Long là rất là nổi tiếng trong giới rồi. Bản thân mình là cũng là một gọi là fan của anh Long luôn. Nói chung là biết anh Long từ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới có duyên gặp mặt. Thì nãy có chia sẻ với anh Long á, thì ngày xưa anh Long cũng là người truyền cảm hứng cho mình đó các bạn. Mình nhớ có một cái phóng sự mà anh Long chia sẻ là đi qua nước ngoài, thấy nước ngoài người ta nuôi cá rồng sinh sản được, rồi thấy hay quá, thấy người ta làm kinh tế tốt quá, cho nên là về tự mày mò nghiên cứu ra cái hướng đi, cách làm của mình thì để phát triển lên cái cơ ngơ ngày hôm nay. Thì lúc đó mình nghe anh Long chia sẻ, lúc đó mình cũng còn nhỏ thôi, chưa có bắt đầu nữa, thì những cái chia sẻ đó nó cũng là một cái động lực mà nó định hướng con đường đi của mình vậy luôn á. Cũng tìm hiểu, học hỏi và xây dựng lên cái câu chuyện, cái ước mơ của mình. Ok bạn, giờ mình vô mình gặp anh Long ha. Anh Long đang cúng thắp nhang chút xíu, đang đợi chút xíu. Thì hôm nay trời nó không có nắng, rất là đẹp luôn. Hôm nay sẽ được anh Long dẫn đi thu hoạch cá rồng ha, sẽ được nghe anh Long chia sẻ về những cái đặc tính sinh sản của cá rồng như thế nào. Mình thì như đó giờ mình không có nuôi những cái con mà dòng nước nhiều, mặc dù rất là thích, nhưng mà cái duyên cho những cái dòng nước á, thì mình không có nhiều, mình phù hợp với những con trên cạn thôi. Đó. Thì hôm nay sẽ được tìm hiểu sâu hơn về cá rồng các bạn ha. Ok các bạn. Anh. Dạ. Đây là cái dãy hồ hai bên ha, này chắc vàng lọc ha. Đây nuôi rất là nhiều dế cho cá rồng ăn. Đây là những cái chuồng dế ha các bạn ha. Mình người ta nuôi dế, người ta để những cái này là những cái vỉ trứng nè. Đó, đây là những con dế, thì mục đích để những cái vỉ này là để có cái không gian cho dế nó bò, nó không có đè lại nhau, nó không bị chết. Đây là những cái hồ cá rồng các bạn ha, đã có thể nhìn xa thấy cá rồng nè. Đó, nuôi dưới đây sinh sản đẻ luôn. Thì cá rồng nó đẻ rất là lạ, rất là hay luôn các bạn, rất là lạ luôn á. Mình lần đầu tiên mình thấy á. Con cá nó cũng có cái noãn các bạn, cái noãn mà nó đẻ ra, nó con ra ngoài bằng miệng, nghe lạ ha. Nói chung là thường là những cái con khác là nó đẻ qua cái bộ phận sinh dục, đa số là vậy. Thì con cá nó lại đẻ ra miệng thì mình rất là lạ với điều này luôn. Thì để lát mình sẽ hỏi kỹ anh Long chia sẻ coi. Đây anh Long đây. Mình hôm nay có một cái áo Nam Ngô Farm tặng anh Long làm kỷ niệm. Lâu lâu được lên farm chơi. Hello anh Long ơi. Em chào anh. Dạ có cái áo của farm em tặng anh làm kỷ niệm. Cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Anh Long cực kỳ dễ thương luôn nha các bạn. Ha.
nói chuyện ra mới biết là cũng gần nhà hả các bạn. Ngày xưa là anh Long làm về gốm á anh, khu vực lấy thiêu đồ á. Anh cũng ở dưới Thuận An chứ. Dạ. Gốm Hoàng Việt. Quá đẹp luôn. Dạ. Ok các bạn, giờ anh Long sẽ dẫn mình đi gọi là thu hoạch cá rồng ha. Đây. Đây. Rồi anh Long sẽ giới thiệu cho chúng ta. Trước khi bà tôi anh giới thiệu em cái này. Ở đây ấy, nó có cái bảng này này. Giống như vừa nãy anh có nói với em ấy, thì ở đây ấy, nó có mấy cái ao cá ở đây. Thì mỗi ngày ban đêm ấy, nó phải canh cá. Coi cá đẻ hay không thì nó ghi lên bảng. Thì giống như ao nào có bao nhiêu con thì nó ghi sẵn rồi. Còn bên đây ấy, là cái ngày mà cá nó đẻ này. Đó, thì ở đây nó đã có 1 ao, 2 ao, 3 ao, 4 ao, 5 ao đang có con. Thì bữa trước ấy, là nó bắt được cá con, nhưng mà có những con mà nó vừa mới cầm trứng á thì mình không thể lấy ra được. Thì mình phải đợi tới chừng 20 ngày mình mới lấy. 20 ngày trước, mới lấy nó bắt nó thả lại một con này. Thả ao này một con là hai con thả ra. Thì hôm nay ngày mình sẽ lấy những con đó mà bữa trước mà nó đang ngậm á. Mà mình thấy nó còn cá con còn nhỏ. Chưa có nở. Chưa nở. Thì mình phải thả ra lại để mình bắt lên sau. Thì bây giờ mình sẽ ra mình bắt những cái ao đó. Nãy anh nói là buổi tối là ở đây là phải ra coi con cá nào nó nổi trên mặt nước ha. Đúng rồi. Nó nổi lên nó thở, tức là nó con cá cho con nó lớn rồi để mà mai mình thu hoạch ha. Không, những con cá mà nó ngậm trứng á thì thường thường nó ngậm đầy miệng nó sẽ thiếu oxy. Ban đêm nó bơi lên mặt nước á để nó há miệng ra nó thở. Thì trong miệng nó ngậm đầy vào họng con như vậy này. Thì mình sẽ nhìn thấy cái miệng nó phồng ra. Thì những cái lúc đó là bắt đầu nó mới ngậm á thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà khoảng chừng 10 ngày sau á là bắt đầu từ từ nó quen rồi thì nó sẽ lặn xuống dưới. Thì lúc mà mình phải canh ngay từ cái ngày đầu tiên á, ngày nào mình cũng phải canh. Thì mình canh khoảng chừng 20 ngày con đó được 20 ngày thì mình mới lấy con cá, bắt con cá lên để lấy con ra. Ồ hay quá ta. Mỗi cá mỗi dòng nó ngộ. Em ấn tượng cái cách đẻ con của con cá rồng á là nó đẻ ra bằng miệng ha. Nó không, nó đẻ bình thường chứ. Đẻ bình thường. Nó đẻ bình thường trong con cá trống á, nó ngậm hết cái trứng đó. Nó ngậm trong miệng nó để nó ấp. Ôi, nó ấp xong rồi lúc đó mình mới lấy, mình bắt mình lấy ra. Thì... thì ra cái con mà ngậm cá con là con cá trống chứ không phải là cá mái. Trời, vậy mà em tưởng tượng là con cá mái nó đẻ ra đường miệng, nó ủa sao lạ dữ vậy. Con cá trống nó ngậm mà trong ao á, nhiều khi một ao nó có chừng 3-4 con nó ngậm á. Thì mình phải canh con nào đúng ngày mình lấy đúng con đó thôi. Còn những con khác thì mình phải thả ra để mình tới 20 ngày á, thì mình mới lấy. Lấy sớm quá thì nó hư cái trứng. Hư trứng. Còn mà nếu mình lấy lỡ nhỏ quá nuôi dễ mà, khó nuôi. Nhỏ thì nuôi được hết em. Chỉ có cái nhất là một là nó nhỏ quá, nó chưa có nở thì nó hư cái trứng. Còn cái thứ hai là quá ngày rồi nó nhả con ra thì những con khác nó ăn. Thì con cá rồng nó ngậm trứng á, trong vòng 2 tháng nó sẽ không ăn cái gì. Để nuôi cái con nó lớn lên. Và khi mà con nó 2 tháng mà nó bắt đầu nó bơi được rồi á, nó hết cái noãn rồi á, thì là nó nhả ra. Nó nhả ra là sợ con cá khác ăn. Như một hồ đây là khoảng mình nuôi khoảng bao nhiêu con hay là bao nhiêu cặp anh? Cứ một hồ như vậy nó khoảng chừng từ 35 tới 50 con tùy hồ. Là cá sinh sản á. Cá giống á. Nếu vậy làm sao mà ví dụ như mình nhìn xuống mình xác định được con nào rồi bữa sau mình bắt đúng nó ta? Xác định được chứ. Từ đêm thì nó phải nhìn nó nhớ. Hay quá ha. Chứ em nhìn vậy thôi chứ còn dưới ao có bao nhiêu con mà nhìn như thế nào là tụi nó nhớ mặt. Quá hay luôn. Hồi xưa thì anh cũng xuống dưới đây anh bắt, nhưng mà cách đây chừng 2-3 năm thì mấy thứ này anh làm được rồi nên anh để tụi nó làm, anh không xuống nữa. Mà giống như em không phải chuyên môn mới nhìn con nào giống con nào sao mà nhớ được hay thiệt. Cả ngày tụi nó chỉ có ăn mới nhìn cá. Không mà cũng đúng là mà giống như bên Igu của em. Em nhìn con nào em nhớ nhìn chứ. Con nào em nhớ con đó. Cả ngàn con thì em nhìn em nhớ chứ không nhớ. Anh làm cái mô hình sinh sản này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh bắt đầu anh làm trại từ năm 2011. 2011. Anh khai trương cái trại đầu tiên đó, là 2011. Cũng là 9 năm rồi. 9 năm. Đúng, 11 năm chứ. Năm 2022. 22 mất tiêu rồi. 11 năm rồi. 11 năm, còn nó sinh sản được chắc khoảng chừng 5 năm nay. 5 năm nay. Thì bước đầu là mình cũng mê quá, mình tự mày mò luôn anh. Thì nhưng mà anh được cái lợi ấy, là hồi đó lúc mà đi qua sinh ấy, anh hay ở trong trại người ta tối anh không có ra khách sạn mà anh ngủ lại trong trại rồi mấy thằng nhân viên trong đó nó chỉ cho mình làm
đến lúc mình về mình tự bắt đầu mình mới đầu thì làm có mấy ao à. Xong rồi từ từ mình thấy làm được nên mình mới nhân rộng ra. Hay quá. Mà cái đam mê, cái cơ duyên nào đưa anh Tấn con cá đồng này anh? Hồi đó thì lúc đầu là anh nhập cá La Hán ở bên Thái về, anh bỏ trong mấy cửa hàng. Lúc sau anh nhìn thấy cá rồng đẹp quá, anh nuôi thì anh nuôi từ lâu rồi. Nhưng mà lúc mà bắt đầu phong trào cá rồng nó lên á, lúc 2006-2007 anh đi triển lãm ở bên Sinh á. Anh thấy bên đó nó làm cá thành công quá, mà thấy toàn là mấy người mà chủ chạy cá còn đi xe đẹp lắm. Thấy kiểu như người ta làm cá lắm nên mình về bắt đầu từ đó mình mới có ý định là mình sẽ làm chạy cá. Lúc đầu thì cũng có mua từ từ thôi, để dành từ từ, kiểu như cá lớn á mình mua mình gom từ từ. Trong cái lúc 2011 á là mình chắc nó nhả ra rồi. Tới năm 2011 á là mình mới mở trại, mở trại xong mình mới nhập cá giống lớn ở nước ngoài về để mình nuôi đẻ. Tại em cũng biết anh trước khi đến này là anh cũng là một cái doanh nghiệp, nói chung là cũng lớn về gốm đồ này nọ thứ. Thì cũng phải là cái thứ nhất là phải đam mê và thấy được cái tiềm năng của nó lắm thì từ từ anh mới chuyển dần qua cái này luôn. Đồ gốm thì lúc trước là anh làm với gia đình. Nên đến lúc mà mấy đứa em anh nó học ở nước ngoài về là anh thôi anh ra anh làm cá luôn, anh tự anh làm một mình anh. Nè đây có con cá là nó nhả ra rồi này. Đó hồi nãy giống như anh nói em á. Nếu mà mình mà canh ngày mà không chính xác á, nó nhả ra thì con khác sẽ ăn mất. Con này là nó... Thì đúng rồi, nó tiêu hết cái noãn rồi. Tiêu hết cái noãn rồi là nó tự ăn tự uống được rồi, bố nó sẽ nhả nó ra. Nhả ra thì những con khác nó sẽ ăn hết. Những cái con mà như vậy này, có thể là hồi xưa mình thu hoạch ấy, nó còn sót lại trong miệng một hai trứng gì đó. Nó nở ra. Cái con cá rồng á, nó ngậm trứng trong miệng nó cứng lắm. Trong lưỡi nó có gai. Những cái gai đó nó giữ những cái trứng ở trong cổ họng đó. Đến lúc mà em chút chút mà không kỹ á, thế nào còn lại một hai trứng nó sót lại trong đó. Này là đóng gói luôn hả? Ừ, cái này để mình mang về Sài Gòn đấy. Mình thu hoạch ở đây rồi mình mang về Sài Gòn mình nuôi. Dưới là có cái shop của mình ha. Ở Sài Gòn giờ anh tổng cộng bao nhiêu shop à anh? Sài Gòn anh có một cửa hàng thôi. Một cửa hàng một bên cửa Đào Duy Anh ha? Ở Đào Duy Anh, 168 Đào Duy Anh. Một cửa hàng ở Cần Thơ, một cửa hàng ở Biên Hòa, cửa hàng ở Hà Nội. Cái ở Đà Nẵng thì anh sắp sửa anh mở lại. Coi như là phủ sóng gần như là full cửa hàng. Hồi đó anh đóng cửa ở Đà Nẵng là vì dịch á, rồi bây giờ đang sắp sửa mở lại. Tháng 10 anh ra. Thì các anh ở đây đang chuẩn bị để xuống thu hoạch ha các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ được tham quan trực tiếp một buổi thu hoạch cá rồng. Ủa nếu mà con cá rồng mà nó có cái con nó có cái noãn đó, vậy là tụi này nó đẻ trứng ha? Nó đẻ trứng. Đẻ trứng xong rồi 13 tới 14 ngày thì cái trứng đó bắt đầu nó mới có con. Nó có cái đầu con như cái đầu kim ấy, nó chui ra khỏi cái trứng đó. Rồi cái trứng nó từ từ nó teo lại. Để nó nuôi cái con lớn lên. Bao giờ mà hết cái noãn á thì lúc đó con cá rồng con á nó biết ăn, nó tự ăn được. Nó tự ăn được thì lúc đó là cá bố nó nhả ra. Hay nó quá. Giống như mấy bầy lồng rồng em thấy không? Nó có cá bố mẹ chạy theo á. Đúng rồi. Mỗi loài nó có cái tập tính sinh sản hay quá. Cái này thì mình phải kéo lưới hết. Xong rồi mình kiểm tra luôn. Tại vì có con mình nhìn thấy, có con không nhìn thấy. Nó cũng có ngậm ở trong miệng thì mình kiểm tra luôn. Mình che cái này là cho nó bớt nắng ha. Có chỗ nó trú. Nhiều khi ở trên đây nó nắng quá đó, thì nó che cái đó cho nó có bóng mát. Đây mọi người đang kéo lưới ha, đang kéo lưới để gom cá về một góc bắt đầu kiểm tra. Dạ em cảm ơn anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cột trên đấy. Nuôi cá rồng này nước này có yêu cầu gì không anh? Nước này pH nó khoảng chừng, nếu mà nuôi cá sinh sản á, pH nó khoảng chừng 6. Thì chủ yếu như là chú ý cái pH thôi. Ở đây em thấy không, đâu cần lọc, đâu cần gì đó. Tại vì cái đáy nó bằng đất thì nó cũng tự tạo vi sinh rồi đó. Có vi sinh dưới luôn. Cái này nước mình nó xả vào rồi nó tự nó tràn ra. Như cái đó cũng là một cái lọc ngay đầu lọc. Cũng không cần tạo oxy gì hết anh ha.
cũng có mấy ống oxy ở đó thôi, mà cũng không cần nhiều đâu. Ở đây tại vì cái mật độ nó thưa, nó không có. Đây nè các bạn, bự không nè. Như một con vậy nó ngậm được khoảng bao nhiêu cá con anh? Nó tùy con em. Dạ. Có con thì nó ngậm 30, có con ngậm 50. Dạ. Nhiều nhất là chỉ chừng 60 cháu mấy trứng thôi. Tại cái trứng nó lớn lắm. Dạ. Cái trứng nó bằng ngón tay vậy nè. Mình có coi được mấy clip mà thu hoạch cá rồng khác của những anh em khác cũng ở farm của anh Long luôn, là mình thấy rất là ngộ, ấn tượng. Cái cách con cá cha nó ngậm cái đứa con trong miệng để mà nó ấp, nó nuôi dưỡng lên đó các bạn. Một lát nữa đây sắp tới sẽ có những cái thước phim lúc mà thu hoạch đó. Thì anh Long có chia sẻ là lúc trước là anh Long tự tay xuống là thu hoạch luôn, nhưng mà bây giờ các anh ở đây là lành nghề rồi, các anh có thể tự thực hiện được. Anh Long mà đứng quan sát thôi. Đây gom các bạn về nè. Một lần làm vậy khoảng 4 anh ha. Đó quá trời luôn kìa. Ồ có con cá coi nữa. Wow. Thấy vậy thôi chứ mà lên hồ đánh đèn đồ là bá sấy anh ha. Ừ. Đó, đó, ở đây đó. Nó ở ngoài trời mới cả ở dưới nó đen vậy. Dạ. Yeah. Đó. Coi chừng nó nhả ra nha. Đạp cái lưới xuống, cái lưới kỳ vậy. Cái hình đó. Như bị cuốn bên kia nhiều quá kìa. Thả bớt ra, thả bớt cái lưới bên kia ra. Nhìn có con nào thương, coi chừng nó nhả ra đó. Nè, giữ vậy chứ. Đứng nào, đứng nào, cứ kéo căng nha. Kéo căng nha. Vọt đâu? Vọt. Dù cá rồng mà mình thả chung cá coi vậy nó có đánh nhau không anh? Không em. À. Cá coi bình thường em thấy nó ăn cám không phải không? Yeah. Thả ở đây nó dành dế với cá rồng nó ăn luôn. Ăn dế luôn. Như này một tuần anh cho bao nhiêu ngày ăn dế anh? Đâu, ngày nào cũng cho anh hết. À, ngày nào cũng ăn dế hết. Cứ buổi chiều rồi cho anh. Ồ, như vậy tiêu thụ dế cũng nhiều à. Dế mình lấy hay mình nuôi anh? Mình mua. Mua. Yeah. Hồi đó nuôi. Thành sau rồi kìa, nhưng mà cuối cùng mình không có chuyên về nuôi dế đó. Dạ, nên mình rồi. Nuôi nó không có hiệu quả như mấy dạ. Mình mua. Nhiều khi mình mua còn rẻ hơn nuôi. Đúng rồi. Hồi xưa em cũng có thử nuôi dế đó, mua chim á. Ừ. Cực quá, dế nuôi cực quá. Không chiên. To không cơ? Hả? Lưng nó có lên màu không? Này đang quan sát, đang tìm những bạn cá nào mà coi như là tới ngày thu hoạch ha. Ừ. Bữa trước nó có thả ra một con. Ừ. Như cá rồng này để đến cái size sinh sản là cũng tính theo theo size ha. Không năm á. Theo năm. Ừ, cá rồng mấy con cao lưng hùng vĩ hoặc quá bối á thì yeah. Nó khoảng chừng 4 năm thì nó đẻ. 4 năm rồi. Ừ, còn huyết long thì nó khoảng chừng 6 7 năm thì nó đẻ. Dạ. Yeah. Ngân long thì nó chừng 2 năm là đẻ thôi. Đó, ngân long 2 năm là đẻ hả? Con gì cứ đẻ nhiều mà đẻ nhanh thì nó rẻ. Rất rẻ. Mấy con tôm này tép này là anh thả xuống anh? Không, nó tự ở ngoài nó tự vào. Tự ngoài vô. Ờ, tự ngoài kênh nó vào. Ừ. Ừ. Cá rồng nó ăn luôn anh? Nó ăn nhưng mà tại vì nó ăn dế thì nó ít ăn mấy con này lắm. Dạ. Nó đói là nó ăn hết. Kiểm tra từng bạn một. Coi như là các anh sẽ kiểm tra ha. Coi như bạn nào mà chưa tới ngày thu hoạch là sẽ quăng qua bên kia. Đó.
gom lại một góc. Tụi này nó có sinh sản theo mùa gì không anh? Không, nó mùa mưa thì nó đẻ nhiều hơn. Mùa mưa đẻ nhiều hơn, còn không, nó cứ đẻ quanh năm. Còn năm nó cứ đẻ, tại vì nó có hai buồng trứng. Dạ. Cứ buồng nó thụ tinh nó nở xong á, là tới buồng khác. À. Có đúng con đó không hay là con khác? Từ từ nha, mở từ từ, cẩn thận. Đây, sắp tới cũng hay nha các bạn. Coi nhìn có ếch cơ gì có đúng con không? Nhẹ nhẹ thôi. Cần rất là nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Anh nghe thấy này nha. Anh đi lên tới đây rồi. Ừ, ok em, ok. Anh ở trên đây rồi. Ừ. Ừ, ok em, ok em. Ừ. Chưa nở à? Có, chưa, giống như con này là nó mới ngậm. Dạ, mới ngậm rồi. Còn... không phải cái con mà mình thả đi hôm bữa, nên mình phải thả ra lại. Để tới 15 ngày, 17 ngày thì bắt đầu mình bắt lên lại. Thì coi như ở đây cứ trung bình là nửa tháng là mình sẽ... Hôm bữa có soi chip không? Ở đây có soi không? Có. Cái máy đâu? Hả? Máy đâu? Vô lấy cái máy coi, cứ hỏi cái máy để đâu, vô lấy cái máy. Để đâu? Biết chỗ không? Có ăn bữa soi ở đây cái số này đâu? Đó, đó, đó. Ờ, vậy đó, nó nhả ra hồi nãy rồi. Đó, đó. Vậy đâu không phải không? Con này lại sót nữa rồi. Xuống đi. Vậy con này không phải rồi, con này lại sót nữa rồi, đúng không? Không phải. Con này bữa trước chắc mình lại bắt sót nữa là cưa. Bịch nước đây nè. À, bịch cá con rồi. Đúng không cưa? Con này sót nữa rồi. Đó các bạn, cũng được cả chục con cái con á. Cái này nó ăn uống được rồi á. À. Cái này là cũng hơi gọi là sót lại á, còn sót cũng hơi già, nó tiêu hết cho noãn rồi đó các bạn. Đây nè, máy này. Rồi. Nó cứ như vậy là nuôi ngon nhất. Dạ. Kiểu như nó lớn như vậy rồi nó tự ăn được rồi. Cứng cáp rồi. Nhưng mà mình không dám để nó như vậy, tại vì như vậy nó sẽ ít con hơn. Dạ. Nó nhả bớt ra rồi ấy, bị con khác nó ăn mất. Dạ, dạ. Còn mình canh mà lúc mà chừng 20 mấy ngày ấy, là nó có bao nhiêu nó đủ hết. Dạ. Nó ấp 20 trứng hay 50 trứng là nó còn đủ hết thì thôi. Thì mình nuôi nó lên. Bây giờ cái thời điểm thu hoạch nó cũng quan trọng anh ha. Đúng rồi, mình phải canh cao. Đúng. Mình mốt lấy cái vật nhỏ lên nữa thưa. Cũng nhiều à. Được mười mấy con. Thường thường mà nó còn trứng thì nó sẽ nhiều hơn nhiều. Yeah. Có con 40-50 trứng. Oh. Bên Eagle em năm đẻ có một lần à. Yeah. Khoảng ngay Tết âm lịch mình là đẻ. Bữa trước anh cũng đẻ quá trời mà nó không nở, anh không biết ấp á. Dạ. Bữa anh còn 5 con. Dạ, 14 con. À. Bữa nay còn có 1 con này, con Igu bữa nay còn có 1 con này. Nè, đây các bạn. Năm cầm từ. Mới nhưng vừa con này là nó tự ăn được rồi á. Mới vừa thu hoạch lên, tự ăn được rồi. Đó, cá này là anh Long nói là nuôi cỡ size này là khỏe nhất ha. Nhìn con nào cũng lanh lẹ hết trơn. Thì cái này nó thuộc dạng là cứng cáp rồi đó các bạn. Đúng ra lúc mà thu hoạch thì lúc nó sẽ còn cái noãn. Còn cái noãn thì lúc đó mình sẽ thu hoạch nó được gọi là nguyên hơn. Nguyên ổ có nhiều là giữ được nhiều luôn.
một con là cao nhất là khoảng 60. Nghe anh, mầm non tương lai. Con nào cũng đẹp. Nước không? Bơm đi, lồng cái bình cho bơm. Máy đó mình nó soi số chip trong người nó. Bắn chip đó các bạn. Trên cá có bắn chip á, sử dụng cái máy này bắn chip để định danh coi phải đúng nó hay không á. Phải không? Hả? Lấy con mà hôm bữa ngậm à? Kỳ vậy? Có không? Không, mình bắt cái đó, con đó. À, con vừa bắt đó hả? Ngày sao con bự chữ vậy? Không có đâu, không phải đâu. Sao con bự dữ vậy? Hôm bữa mày bắt mày thả ra nó chưa có, nó chưa có nở mà tới hôm nay thì sao? Tại bữa trước là mình bắt á, là mình đâu có mạo miệng. Tại bữa đó là cái con đó là em vừa mới thấy luôn, là mình bắt xong là cái là thả ra luôn, chứ là không kiểm tra. Sao không kiểm tra? Tại bởi vì em mới nhìn thấy. Kỳ. Tức tưởng lần nào cũng phải mở ra chứ, kiểm tra chứ sao không mở. Con này bún dữ rồi. Ừ, mấy con này khỏe lắm. Cái ao này còn nhỏ, có mấy một lát ao huyết, con nó phải 60 mấy phân. Trời, khỏe lắm. Ôm mà nó nhảy vô mặt là bình thường. Yeah. Lần thu hoạch vậy chắc từ sáng tới chiều luôn ha anh? Ừ, cứ một ao như vậy khoảng chừng 1 tiếng. À. Đó. Bữa nay ở đây có 2 ao thôi, mấy bên kia 2 ao. Dạ. Nhìn thích ha các bạn ha. Cá chất lượng khỏe này, về anh em dưỡng nuôi sướng. Nó quen với khí hậu mấy nước ở Việt Nam rồi. Dạ. Mình nuôi dễ. Dễ hơn mấy con nhập về đúng không anh? Ừ, sóc, mấy con nhập về mà nếu mà mình nhập cá nhỏ quá, về đây nó hay bị sốc nước. Dạ. Khí hậu nó khác, nước nó khác. Đây là thích nghi luôn rồi, sinh sản ở Việt Nam thích nghi môi trường nước nôi các kiểu hết. Nhưng nhập về mà nhập về cá lớn 20 mấy phân thì nó dễ thích nghi. Dạ. Còn cá mà nhỏ nhỏ mà 10 phân 10 mấy phân nó nhập về đây nó rủi ro nó cao lắm, nên dạ, ít ai nhập về. Chủ ổng được làm được hàng ở đây luôn, quá hay. Cũng giống như kiểu như bên em nó nuôi bò sát này kia. Dạ. Tự mình làm được đấy. Nhưng mà nó vừa làm được mà nó cũng thích nữa anh. Đúng rồi. Dạ. Kể cả nhiều khi ấy, lúc đầu anh nuôi ấy, thu nhập cũng đâu có đủ để dạ, để chi phí đâu. Dạ. Dạ. Mà đẻ ra được nó sướng lắm. Dạ. Lúc đầu cứ lâu lâu đẻ được con là thấy sướng lắm. Dạ. Thì đam mê mình nằm chỗ này mà. Ừ. Nó mới kéo mình mày mò nghiên cứu rồi đầu tư các thứ. Ừ. Đằng sau thì thử cái đó, đó đen đen ngay cái vợt đó, ngay đầu vợt đó. Anh Long là cũng từng bước đi lên đó các bạn. Trong cái lĩnh vực cá này là cũng ban đầu là nhìn đam mê quá, xong rồi mày mò tìm hiểu rồi làm từ từ lên. Thì cái cảm xúc là lúc mà lần đầu tiên làm ra cũng sướng y như vậy hết. Nuôi cái gì cũng vậy mà. Dạ. Mới đẻ lần đầu sướng lắm. Kể cả lâu lâu nó đẻ được một lần cũng, dạ, cũng mình cũng thấy cảm thấy vui.
cũng phải chày dây chóc dãy nghiên cứu rồi lỗ liếc rồi này nọ đó, mới được chứ không phải là khi không được đâu. Bên bò sát cũng vậy, nhiều khi mấy bạn nhỏ không hiểu, cứ nhìn thấy tưởng là dễ ăn quá. Thì giống như anh nuôi vậy cũng vậy, người ta hỏi hoài chứ, cứ hỏi chứ em muốn mua một cặp về để cho nó đẻ. Người nuôi một cặp thì sao mà đẻ được, mình đâu có tự bắt cặp nó được đâu, nó phải tự nó bắt cặp. Tạo cái môi trường sống tốt cho nó thôi. Mình nói người ta thì người ta không tin, người ta kêu mình ích kỷ. Giống nghề rồi. Khó lắm, chày dây chóc dãy, phải hiểu cái con cá như thế nào, làm cái dòng bét khác là phải hiểu nó như thế nào, tập tính như thế nào. Loại gì cũng vậy. Thử nghiệm, nghiên cứu, không được thì phải đổi. Nói chung là cả một quá trình. Chứ nếu mà cứ như gà mà cứ để một cặp nó đẻ là nó cũng rẻ như gà vậy thôi. Đúng rồi. Mà gà cũng tùy gà nữa. Đúng rồi. Gặp mấy con gà kiển ông mẹo cũng đâu có dễ. Giống như hồi đó nuôi Serama, mua con gà về đứng giữa nó đẹp không? Lúc mình đẻ ra nó như con gà thường vậy. Gục gục cái đầu không à. Cho nên các bạn chơi là phải tìm hiểu, nghiên cứu, rồi phải tâm huyết, đó, phải đầu tư, phải hy sinh, nói chung là đủ các thứ rồi mới gặt hái được. Chứ không phải là thấy người ta làm ngon quá, đòi nhảy vô làm. Đi đường tắt, đường đồ là không được đâu. Nuôi cá đó cũng nhiều khi cũng hên xui. Giống như có một người, con người ấy, người ta chỉ nuôi một con thôi. Nhưng mà người ta nuôi cả đời, người ta con cá vẫn sống khỏe mạnh. Rồi người ta thay nước một lần, thay cả 100% nó vẫn sống. Nhưng mà đến lúc người ta chỉ cho người khác làm như vậy ấy, thì người chết. Chết. Tại vì nó tùy từng con chứ không phải con nào nó cũng như vậy. Với cả tùy từng nguồn nước. Đúng rồi, cái nguồn nước nó quan trọng. Giống như mình mà có bệnh ấy, thì chắc chắn là mình cũng ho đi. Thì mình cũng phải đi khám, người khác ho cũng phải đi khám chứ không thể nào mà lấy cái đơn thuốc của người này mà đi mua cho người khác được. Đến lúc mà bị cái gì cái đâu có được. Dạ đúng rồi. Cơ địa khác nhau. Cơ địa nó khác nhau mà. Nhiều người nuôi một con á rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà tới lúc mà bắt đầu nuôi một hồ 10 con á là bắt đầu là có chuyện. Dạ đúng rồi. Không, cái này em hiểu. Tới lúc đó mà kiểu như chết không kịp cứu. Dạ đúng rồi. Mình nuôi ít ít thì nó ít bệnh, nuôi cái đầu nhiều con đầu ra những cái bệnh cộng đồng. Giống như hồi đầu clip mình có chia sẻ đó các bạn, anh Long là cũng là một trong những cái nguồn cảm hứng của mình, và cái tư duy của anh Long rất là hay ha. Coi như là làm những cái giấy chứng nhận về chạy cá đồ của mình, về mặt thương hiệu đồ là làm rất là tốt. Nói chung là có bài bản chứ không phải là kiểu manh múng ha. À, có giấy tờ, cái chip đồ đầy đủ hết luôn đúng không anh? Nên từ trại mình xuất ra là đầy đủ giấy tờ, cái chip, có certificate đồ này nọ các thứ. Rất là chuẩn. Và mình chịu trách nhiệm về những cái cá, chất lượng cá, chủng loại cá của mình. Dạ. Lúc nào mình bán cũng đúng cái chủng loại đó đó. Dạ. Các bạn biết khi một cái cơ sở kinh doanh mà người ta đưa cái thương hiệu người ta lên, rồi người ta đưa những cái giấy chứng nhận đồ này nọ là nó một cái hình thức mà người ta giữ cái uy tín của người ta, chăm sóc khách hàng mọi cái chu đáo và show cái nem của người ta ra, nên ra là mọi cái nó phải chuẩn chỉ đó. Chứ còn mà kiểu manh múng thì là gọi là bán dấu mặt thôi đó. Không chỉ đưa cái nem ra, cho nên là mình cũng rất là nể cái tư duy của mà anh này, anh làm lâu rồi nha chứ không phải là mới đây nha. Anh thì ở cửa hàng nó có hai loại cá, một loại cá là anh nhập từ nước ngoài về. Thì anh sẽ giữ nguyên cái tên trại của nó, những cái trại nào nổi tiếng ấy. Thì anh sẽ giữ nguyên tên trại của nó, còn những cái loại cá mà mình sinh sản ở đây thì mình có tờ giấy khác, cái certificate riêng của cửa hàng. Là anh sẽ ghi rõ ở dưới là sinh sản tại Việt Nam. Rất là ok luôn, cho nên là mọi người mà nuôi lét hay đó là nên tìm những cái nơi uy tín để mà người ta có sự hướng dẫn cho mình nè, tham gia vô cuộc chơi nó dễ dàng hơn, nó ít học phí hơn. Rồi khi mình gặp vấn đề trục trặc thì do mình thiếu kinh nghiệm thì mình cũng được hỗ trợ tốt hơn đó. Thì cũng là cái hướng đi mà mình đang muốn hướng đi đó các bạn, nó chuẩn chỉ như vậy, nó có tương lai, nó đi dài đường dài đồ hơn là cái kiểu mà manh múng.
cái gì mà mình đã xác định là cái nghề của mình ấy, thì mình làm lâu dài ấy, thì mình làm kiểu khác. Còn như mà kiểu những người mà người ta chỉ cần tiền thôi, người ta làm thì người ta chưa nghĩ tới ngày mai, chỉ nghĩ là làm sao thu được nhiều tiền ấy, thì người ta cứ làm sao mà thu được tiền là được rồi. Còn mình là mình làm cái gì cũng phải cẩn trọng. Trước khi mà mình ra cái loại cá mới ấy, thì mình cũng phải nghiên cứu để coi cái màu sắc nó ra có đạt hay không. Và ra cái body nó có đẹp hay không. Nếu mà không đẹp thì mình phải bỏ để mình làm lại cái loại khác. Nói chung hàng ok mình mới ra thị trường cho mọi người chơi. Tại người ta chiêm ngưỡng còn dính tới cái nem của mình nữa mà. Chứ đâu phải là khơi khơi không không đâu. Với lại cái cá rồng này, cái quá 42 bách ấy, lúc nhỏ nó giống y hệt nhau rồi. Dạ. Lúc mà nó dưới 20 phân ấy, em nhìn nó không phân biệt được con nào là quá 4, con nào là 2 bách cả. Nên những cái đó người ta rất là hay trà trộn vào, người ta lấy 2 bách xong người ta bán quá 4. Còn mình ấy, mình đợi nó lên màu rồi thì mình mới bán. Nên con 2 bách ấy, là mình bán là từ lúc nhỏ mình có bán. Thì lớn lên có thể là thành con quá 4, nhưng mà con quá 4 ấy, thì nhất định mình không bán từ nhỏ. Bây giờ mà nó lên chai đuôi lên màu ấy, thì mình mới bán. Nói chung thì thu hoạch thì các bạn thấy là mọi người cũng rất là tập trung ha. Phải quan sát coi con cá nào rồi kiểm tra trong miệng nó như thế nào mọi cái. Con nào mà nó mới ngậm trứng thì mình phải thả ra lại. Để lần sau mình bắt, mình canh 15 ngày sau mình bắt lên. Nó cứ 15 ngày là có con rồi mà nó nở rồi, cái trứng nó nở rồi. Lần đầu tiên mình được tới một cái farm cá rồng mà thấy nhiều cá rồng đó nha bạn. Thường thường là vô shop không à. Đây là cái trại luôn ha. Thật ra mình góc độ cá nhân mình nghĩ những cái lĩnh vực này thì cái tư duy của người Việt Nam mình á, cái tư duy về mặt thương hiệu và về mặt cái marketing tất cả mọi cái thì mình không có làm tốt như nước ngoài. Có thể một phần khách quan là do mình những chính sách của mình nó chưa có được hỗ trợ các bạn, nhưng mà tư duy về mặt gọi là làm nè, sinh sản rồi quan sát tất cả mọi cái, mình thấy tư duy của người Việt Nam mình tốt, hầu như là có thể đẻ được đủ thứ hết, con nào cũng đẻ được. Như là người Việt Nam mình theo mình nhận định là thông minh, có thể nhìn ra được những cái trong một đống đó, có thể nhìn ra được cái chìa khóa để mà thành công trong cái việc đó đó. Thì chỉ mong là cái chính sách nó sẽ mở cửa hơn để mọi cái này nó thuận lợi hơn, có thể làm kinh tế, đem ngoại tệ về Việt Nam. Cũng coi như là lọc sắp xong cái hồ này các bạn. Vẫn chưa tìm ra được con cá đó ha. Cái con cá gì nãy giờ mình dò đó, nó nãy cưa bảo cái con hồi nãy mình bắt. À con nãy nó soi số chip nó bảo con đó. Tất cả cá dưới đây là đều có cái chip hết ha. Có ạ. Tại vì tất cả những cá giống bố mẹ là mình nhập ở nước ngoài về mà. Nó có C-Tech rồi có chip trong người hết. Tại vì lúc mà mình nhập về đây á là bắt buộc phải có C-Tech thì mới nhập về được. Trong người nó đã có sẵn số chip rồi. Các bạn thấy từ cái cá rồng này qua tới bên con Igu Ana đồ này nọ đó là tất cả đều có chip định danh thì mới có cơ sở dữ liệu. Đó, cái cơ sở dữ liệu nó rất là quan trọng cho vấn đề mà mình sẽ lai tạo rồi mình kết hợp sinh sản. Thì phải có những cái ghi chép đó đó thì chúng ta mới chọn lọc ra được những cái con giống tốt. Thì từ từ cái hàng chúng ta mới coi như là có nâng cao cái chất lượng được. Chứ còn mà lai tạo mà theo kiểu tạp nham á, cứ quăng đại được cái vô nhau thì nó sẽ không ra cái gì đâu các bạn. Mà thậm chí nếu mà nó may mắn nó ra được con đẹp á, thì năm tới các bạn cũng không biết là cặp nào với cặp nào, con nào với con nào nữa. Chính vì từ cái đam mê á, rồi cái khả năng quan sát các bạn, giống như cái hồ nãy giờ á, mình không phải dân trong nghề, mình nhìn bạn cá nào cũng giống bạn cá nào á. Nhưng mà các anh ở đây và anh Long ở đây là nhìn con nào là nhớ đúng chính xác con đó luôn. Giống như Igu của mình á, trong farm mấy trăm con, chắc không phải 400-500 con á, mà nói chung là thì hỏi tới con nào là mình biết nó. Ngày nào cũng nhìn nó, biết con nào có vấn đề gì, có vấn đề gì là mình
mình nhớ được. Còn một số người vô chạy nó trời sao hay quá, nhìn nhìn sao mà ra được. Cái gu là em nuôi từng lồng chứ nè. Dạ đúng rồi, từng lồng mà có chuồng lớn, rồi có chuồng nhỏ. Mấy con đực đẹp thì nuôi chuồng riêng cho nó đẹp. Lúc thời đó anh có mua 3 con màu xanh dương. Dạ. Lúc ấy khôi nó mang về. Dạ. Hồi xưa anh mua chắc còn mắc. 20 mấy triệu một con. Dạ đúng rồi. Xanh dương. Đó các bạn, mình có từng kể với các bạn là hồi xưa mình có bắt được con blue đầu tiên mà 20 mấy triệu đó các bạn. Đó em cũng mua con đầu tiên 20 mấy triệu con blue lúc đó. Về em ngâm nước xong ấy có khách vô em quên chết đuối luôn. Anh mua sụp đổ luôn. Anh mua 3 con, lúc đó 3 con blue mới có 10 mấy con đỏ nữa. Dạ. Mấy con xanh anh nuôi ở bên Bình Lợi á. Dạ. Cái anh làm cái chuồng thì cái nhà anh con nó có cách chừng 2 mét 4 mét á, cái anh làm kính anh ngăn qua. Dạ. Vậy mà nó nhảy qua được, lúc sau đi mất 2 con còn 1 con. Dạ. Anh Long cũng là ngày xưa cũng nuôi iguana các bạn. Thì nói chung là nuôi rất là nhiều con luôn á. Nhưng mà cái chính là cá rồng, khỉ marmoset, rồi cày magut đồ là có hết luôn á. Hồi đó anh nuôi iguana mấy con gì, con rồng Úc à? Con à, gì, có cái gai gai á. Gai gân rồng Úc á. Nó đẻ luôn xong rồi anh đưa cho con khôi nó ấp á. Đập được 40-50 con á. Trời hay quá. Không, nhưng mà giống như mình đã từng nói nhiều lần á, những ai mà mê sinh vật cảnh á là từ con này chuyển qua con đúng khác rồi. Chứ không có bỏ. Không có bỏ được từ con đấy, này. Bây giờ mình thu hoạch tới cái ao số 5. Coi như cái ao này là đã thu hoạch rồi ha các bạn ha. Ừ, bây giờ mình đi qua cái ao số 5 tiếp tục. Ở đây này nó cái máy này là cái máy scan để nó soi số chip trong người ăn cá đó. Dạ. Ừ. Thì trong người ăn cá mỗi con nó có cái số chip riêng. Yeah. Và nó có cái tờ giấy chứng nhận thì trên đó nó ghi là ngày tháng năm sinh. Yeah. Rồi số chip của con cá, rồi từ cái trại nào thì trên mỗi cái tờ giấy chứng nhận nó sẽ ghi tên của cái trại đó. Yeah. Thì cái giấy chứng nhận đó là nó dùng để cho người ta nhìn biết là cái loại cá nó là loại cá gì. Yeah. Và cái tên trại. Và đến khi mà người ta nuôi lên đó, mà nếu mà nó không đúng cái đó thì trại phải có trách nhiệm phải đổi lại cho người ta hoặc là giải quyết làm sao thỏa đáng cho người ta. Yeah, đúng. Đền tiền hoặc đổi lại. Cái tờ giấy đó nó cũng quan trọng lắm cho những người mới nuôi. Yeah. Thì bắt buộc là phải có cái tờ giấy đó. Và lúc mà mình đi mình đổi cá hoặc là mình bán cho người khác thì người ta cũng yêu cầu tờ giấy đó. Yeah. Nếu không có tờ giấy đó thì cũng rất là khó bán. Yeah, đúng mà rồi. Khó trao đổi. Yeah. Cái tờ giấy đó giống như tờ giấy định danh vậy đó các bạn, giống như căn cước công dân. Giống như căn cước công dân của mình mà nó có số chip trong người luôn, nó còn hơn mình nữa. Mình còn không có số chip. Mình không có chip. Mình giờ có mã vạch thôi. Này, mấy con ngân albino. Albino là ngày nó bắt đầu đập từ từ đi. Cái tường á. Bên kia là xong hết rồi, đường ống chưa? Mấy anh này lên là đánh đèn là hết sảy. Đập xong rồi cái sao đó mình có xịt thuốc xịt gì á, ảnh hưởng không? Thuốc gì? Sao này cây là phải xịt thuốc đó. Xịt thuốc này. Đây mấy ao là 1. Xịt nhưng mà đâu có xịt mạnh dữ vậy. 5 6. Xịt xịt ngay đó thôi chứ. 8 9 10 11 tầm 11 12 ao gì đó các bạn. Ghiền luôn. Quá là hay luôn. Không thật sự nhìn nể những người vừa có tâm mà vừa có tầm ha các bạn ha. Sao phải xịt đây? Dám làm. Thì anh Long cũng có chia sẻ mà mình bản thân mình cũng vậy thôi. Lúc mà bắt đầu cái khởi nghiệp cái này á, nó mịt mù đó các bạn. Chứ không phải là một cái miếng bánh thơm mà nhảy vô làm đâu. Cái này là từ những cái đam mê ban đầu rồi phải gọi là anh Dũng mua mà em quấy ba số bạc. Nói chung là cũng đánh đổi á đó. Thì xây dựng từng bước một để từ từ nó đầu mình làm nghề được rồi, mình hiểu về nghề, mình làm nghề được. Thì ban đầu cũng lỗ lã tùm lum để xây dựng cái trại, rồi chi phí nhân công, chi phí ăn uống, tất cả mọi cái là đâu phải là mới đầu vô là có lời đâu. Lấy dùm mấy ly lỗ tùm lum là, nhưng mà đam mê cứ xây dựng gầy lên, xây dựng phong trào. Rồi đó, mọi cái bây giờ nó mới từ từ nó đi vô guồng ha. Phải xuất phát từ cái đam mê trước. Chứ không phải này là một cái miếng bánh thơm mà nhảy vô mà ăn đâu, không có. Nhất là đối với những người đi đầu nữa.
những người đi đầu là người ta phải đầu tư rất là nhiều thứ và phải hy sinh cũng khá nhiều thứ ha anh. Chứ đâu phải mới vô là có ăn liền đâu. Ở đây nó có khu anh nuôi cá này, yeah. Nuôi để đến lớn này anh mang về cửa hàng anh bán. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thu hoạch tới cái này, đang đợi các anh chuẩn bị xuống lưới. Anh Long sẽ dẫn mình vô coi cái khu cá cá nhỏ lên. Cái này cái hồ để lọc nước để dùng. Ồ cái hồ này nước đẹp quá. Cái này lọc cho nguyên cái vàng chạy luôn ha anh. Đây là cái khu dưỡng cá ha. Khi mà nó cứng cáp thì anh Đông sẽ chuyển về dưới cửa hàng bên Đại Duy Anh. Đó. Ồ, quá đã luôn. Anh nuôi tới lớn, nó lên màu rồi anh mới bán. Quá bối thì anh để lại anh nuôi. Dạ. Còn cao lưng hồng vĩ thì anh bán từ nhỏ. Dạ. Tại vì quá bối nó cỡ này rồi nó mới lên màu. Dạ. Thì mình lựa những con nào nó đã lên chai đuôi lên màu thì mình bán quá bối. Còn những con nào mà nó không lên chai đuôi thì mình phải bán cao lưng hồng vĩ. Dạ. Thì nó cấp thấp hơn đó. Dạ, đúng rồi. Khi mà nó ra rồi hết rồi mình bán con nào đúng giá trị con đó, tránh nhầm lẫn anh ha. Đúng rồi. Ảnh hưởng. Có những con nó lên màu và những con nó chưa lên màu các bạn. Con lên vàng, con lên còn trắng. Đó thì mình chỉ lựa những con vàng mình bán loại khác. Dạ. Những con mà chưa không lên vàng thì mình bán loại khác rẻ hơn. Dạ. Chứ mình không bán chung. Dạ. Từ cái size cá nhỏ nãy lên cái size này nuôi phải bao lâu anh? Lâu em 6 tháng. 6 tháng. Ừ. Một tháng nó lên được chừng 2 phân. Dạ. Cỡ này thì bắt đầu nó lên nhanh nè, nó lớn nhanh nè. Cỡ này một tháng nó phải lên được 3 phân hơn 3 phân. Yeah. Còn cái cá nhỏ nãy tháng nó lên khoảng chừng 1 phân mấy 2 phân mình vậy. Yeah. Này mình nuôi bằng mồi dế hết à hay là có cám? Cho anh dế hết. Ở đây cho anh dế hết. Yeah. Đây. Thôi nhiều con đẹp quá, nhiều con lên màu tốt quá. Cá này là cá Việt Nam nuôi lên á. Yeah. Màu nó còn tốt hơn màu của cá Mã Lai nữa. Yeah. Mà cá của mình á là mình chỉ dùng ánh sáng với cả phông nền để mình kích nó lên màu thôi. Yeah. Còn cá mà Mã Lai nhập về là nó có cái thuốc để hỗ trợ lên màu. Thuốc nó đi vô thức ăn đúng không? Ừ. Thức ăn đó. Nên bởi vậy cá của Mã Lai á nó khoảng chừng 15 phân là nó lên màu rồi. Yeah. Còn cá của mình phải 20 mấy phân. Yeah. Thì mình không có dùng thuốc kích thích màu á. Cái màu này là màu của nội lực nha các bạn. Nhiều con lên màu tốt cực kỳ luôn. Ngày lên hồ kiến có phân. Ừ, cái này lên kiến, hồ kiến là có đèn cái đèn đẹp nữa là hết sảy luôn. Cái đèn này là mình cũng xài cái đèn lấy sáng bình thường hay là đèn có tia UV không anh? Không, đèn double nha, đèn này nè. À. Đèn thường của mình cái đèn mấy tiệm điện nó bán á. Dạ. Nhiều con nó lên đầu vàng rồi, vài bữa nữa cái đầu nó vàng hết luôn á. Thấy có mấy con lên đầu vàng mà ánh lên luôn. Ừ. Vây nó cũng lên màu tốt. Này thì nó nhỏ hơn, màu nó chưa lên. Chưa lên màu. Bên này mấy con màu đẹp quá nè. À mấy con đó là con ngân Albino. Albino đúng không anh? Ừ. Albino cái gì vàng. Thái Salem đi quay về lên cái hồ luôn. Quá đã à, nó mới làm cái hồ á. Dạ. Ở
Ở bên đây anh cũng mới mua nè, em muốn anh làm luôn bên đây. Ồ. Sắp mở rộng trại nữa nha các bạn. Ồ, xây hàng rào ao hết hả anh? Ừ. Nó liền với đằng trước ấy, của nhà mình luôn. Dạ. Đây thêm hai dãy hồ nữa. Quá đã rồi. Chuồng chim em cỡ chắc dài cũng cỡ này, dài hơn chút, ngang qua khoảng 13 mét. Ừ. Nói chung tổng cộng khoảng ngàn ba mét vuông á. Ừ. Ngàn ba mét cũng lớn. Dạ. Mà em cũng ham nuôi, em kê riết chuồng chiết cũng chặt đít hết rồi. Cái chỗ này nó có 3.000 mét à? Dạ. Từ đó ra đây này nó 3.000 mét à. Phú Quốc. Dạ, Phú Quốc. Cái này là nếu mà tới lúc xài mà cứ xả nước vô xài ha, để đúng cái nền đất tự nhiên vậy luôn. Ừ. Đó. Này còn trống, nhưng mà lúc mà muốn sử dụng đó các bạn là chỉ cần bơm nước vô, anh Long anh để cái nền đất vậy luôn cho nó có vi sinh rồi này nọ. Nó đi theo. Cái này nó đi theo từ nhỏ. Đây tiếp tục thu hoạch hồ này ha, hồ này là hồ số 5. Sát đi coi chừng. Sát chút nữa. Con này có con nào mới không cơ? Hay chỉ có con đó thôi. Con đó. Hả? Mới bữa nay còn thấy không? Quá nó chỉ là không ăn thôi. Từ trước phải nghiêng nước nó tăng veo, và keo xong cái nước cũng cứ dài luôn. Bỏ chân ra cưa. Bỏ cái chân ra đã là cưa. Cái vợt đâu? Lấy cái vợt. Cái vợt đâu? Wow, phải con đó không? Đâu phải. Đẹp quá bạn. Bữa mình mới chia sẻ các bạn, con cá rồng này lên cái tầm phong thủy à. Rất là được ưa chuộng ha. Nãy giờ chơi mình cũng học được miếng nghề các bạn, nghề kéo lưới á. Rất là khỏe luôn, phóng. Đúng không? Đúng không đó. Ngày hôm nay có Nam Ngô lên chơi. Hello anh. Hello Nam. Dạ dạ. À, coi này, bắt đầu nó thu hoạch. Từ từ nha, có chừng mới nữa. Đó 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 đó, đó các bạn. Đó đó. Nó đập mạnh chưa? Thôi rồi, đập nghe bập bập. Vậy leo cao, phun chơi đuôi luôn. À, đẹp quá. Rồi ok. Cá này là cá trống nha các bạn. Cá trống nó ngậm con. À, cá trống nó ngậm con, nó dưỡng ở trong đó. Hôm bữa mình đi giới thiệu về cái dòng ếch Batman á, thì dòng ếch Batman là nó con cái nó đẻ trứng,
xong rồi con đực mới tưới cái tinh lên cái trứng đó. À, cái trứng đó rồi nó mới phát triển ha. Còn hôm nay mình đi coi cá rồng, thu hoạch cá rồng thì con cá mái nó đẻ cái trứng, xong rồi con cá trống sẽ ngậm cái trứng đó để dưỡng. À, cái này cũng vậy luôn, giống như con ếch em nói. Cá mái đẻ trứng ra cái dầu trống á, nó đi nó tưới rắc giải tinh trùng lên. À, giải tinh trùng xong rồi nó mới ngậm. Thì là cũng giống vậy các bạn. Giống vậy các bạn. Nó mới ngậm nó ấp vào trong miệng nữa. Đó. Mọi người vừa thu hoạch vừa đếm ha. Nó con này nó còn này nó còn cái trứng nó còn cái noãn á. Nhỏ xíu rồi ha. Đó em nhìn mà những cái con như vậy này, cái trứng nó nhỏ như vậy mà cái con nó lớn như vậy á, là những con đó là cái mà nó đẻ lâu năm rồi á. Nó mới đẻ. Thì cái trứng nó nhỏ lắm. Nhưng mà đến lúc mà nó đẻ khoảng chừng 4-5 năm rồi cái trứng nó to lắm. Thì nó sẽ ít con đi, từ từ nó ít con đi. Coi như là con cá này là cá tơ. Cá tơ. Thì nó đẻ cái trứng nó sẽ nhiều lắm. Trứng nhiều. Tại vì trứng nó nhỏ nhỏ thì con cá trống nó ngậm được nhiều. Còn trứng nó lớn quá là cá trống nó ngậm được ít. Ôi nhìn ghiền luôn á. 30. Hôm nay mình mới tận mắt nhìn thấy luôn ha. Để coi ổ này được bao nhiêu trứng. 42. Nó mấy con mà trứng nhỏ như vậy nè, thì nó được chừng 30 mấy trứng, 40 mấy trứng, có con 60 trứng luôn á. Nhưng mà mấy cái trứng mà nó lớn bằng ngón tay á, cái nó lâu rồi á, thì nó chỉ chừng 20 thôi. Đó. Rồi ok. Cho em mượn con. Nhẹ thôi. Đây các bạn. Hả? Này các bạn nhìn thấy còn dính cái noãn trên người ha, và trên noãn này nó còn dính cái mạch máu nữa nè các bạn. Nó 19 ngày rồi dính mạch máu nè. Thì cái noãn này chính là cái thức ăn cho cá con. Được bao nhiêu trong cái giai đoạn này? À, con cá con nó sẽ ăn những cái dinh dưỡng trong cái noãn. Nhiều khi được 19 ngày, nhiều khi nó ngậm được 15 16 ngày rồi đó. Là ăn cá đó đầu cứng cáp thì lúc đó nó sẽ ăn cái thức ăn ngoài. Hiện nay là nó sử dụng cái dinh dưỡng từ cái noãn này. Đó. Mình thấy cả xương sống bên trong nè, còn mạch máu tất cả mọi cái. Này giống như cá bột á. Quá là hay luôn các bạn. Lần đầu tiên được trải nghiệm này luôn á. Nhưng mà rất là mạnh khỏe ha. Dạ anh. Là 2 tháng bao giờ hết cái noãn đó là con cá nó mới ăn. À dạ đúng rồi. Coi như là phải 2 tháng sau mới tiêu hết cái noãn này nha các bạn. Từ khi mà có trứng tới khi mà nó hết noãn là 2 tháng. Nước không. Ao số 5 được 44 trứng. Bơm oxy. Từ từ. Nó phóng nó đâm đùng đùng vô người. Khỏe. Nắng lên nè.
Ôi, khỏe quá. Hùng Anh sẽ đứng trên bờ quăng ra rồi sẽ đếm coi là kiểm soát số lượng ha. 8 nè. Như biết trong cái hồ này nuôi bao nhiêu con, xong rồi con nào cũng có quăng quanh kia đếm lên để tránh bị sót. Đứng dưới đó mệt không anh? Quen à. Quen à. Khúc thu hoạch này là khúc sướng. Với nuôi cái gì cũng vậy ha. Dạ. Lúc mà thu hoạch cái là sướng nhất. Sướng. Em mà tới lúc Igu mà nó ấp 3 tháng tới ngày nó nở là tối đó em ngủ không được luôn. Ừ. Canh nó chui đầu ra. Ai cũng vậy hết á. Dạ. Mà còn có nhiều cái nó Igu nó nở chắc chắn em thấy trái trứng rồi em ấp rồi gì. Dạ. Còn cái này thì nhiều khi em thấy nó ngập con ngày mai em thu hoạch. Dạ. Tối nay còn nhìn thấy, sáng mai nó nhả ra hồi nào không biết. Dạ. Nó còn hên xui như vậy đấy. Ủa mà nếu mà nó nhả ra ngoài đây thì mình... Đâu có lấy được em, đâu có biết nó nhả chỗ nào đâu. Dạ. Mà nhiều khi nó nhả ra con khác nó ăn. Con khác nó ăn là mất luôn. Bởi vậy cái thời điểm thu hoạch đó, nó rất là quan trọng ha các bạn. Con Igu thì cái thời điểm thu hoạch của nó là lúc mà con cái nó vừa đẻ trứng xong á. Mà mình không có lụm trứng vô kịp là dưới tác động của nắng và gió là cái vỏ trứng nó bị khô. Nó mất cái độ đàn hồi đi là cái trứng nó hư không ấp được. Đó. Thì Igu là lúc mà thu hoạch trứng, còn cái này là thu hoạch con, cá con luôn. Mà như anh Long nói là vẫn có những cái rủi ro. Mình vừa thấy đó mình tính là ngày mai mình làm nhưng mà nhiều khi tối nãy nhả luôn mất tiêu rồi. Ừ. Nhiều khi nó vậy á. Yeah. Nhiều khi mà nó đang ngậm trứng vậy đó, bão nhiều quá đó. Dạ. Bão sấm chớp nhiều á, nó giật mình nó cũng nhả ra đấy. Dạ. Như cá rồng này mà nó có bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều không anh? Thí dụ như năm nào mà mưa nhiều hoặc nắng nhiều quá nó có ảnh hưởng tới cái sản lượng không? Có. Dạ. Nếu mà nắng nhiều quá thì nó ít đẻ lắm. Dạ. Cứ mùa mưa sớm là đẻ được nhiều. Mùa mưa nhiều. Vậy năm nay có vẻ là... Năm nay đẻ nhiều. Đẻ nhiều. Năm nay đẻ không? Sớm. Dạ. Tại vì từ lúc mà Tết xong cái nó đẻ tới giờ. Rồi, quá đã. Mấy năm trước là bắt đầu tới tháng 8, tháng 9 là bắt đầu nó mới đẻ. Dạ. Là lúc mưa nhiều nó mới đẻ. Còn năm nay nó đẻ từ đầu năm đến giờ. Dạ. Tại năm nay mưa nhiều quá mà nước nhiều. Bên bò sát thì mưa nhiều là quải, thiếu nắng. Giống như hồi xưa anh làm đồ gốm phải không? Dạ. Trời mưa sợ muốn chết luôn. Dạ, đang phơi đồ ngoài mưa một cái rồi phải chạy ra. Hồi xưa nó đâu có lò sấy chứ bây giờ. Dạ đúng rồi. Bây giờ có lò sấy ga này kia. Còn giờ gặp mưa. Giờ gặp mưa khoái. Hồi xưa gặp mưa quải, giờ gặp mưa khoái. Ngày xưa là anh Long trực tiếp xuống đây làm luôn các bạn. Rồi hướng dẫn cho các anh ở đây. Giờ anh lành nghề, anh làm. Long đứng quan sát. Rồi. Nhưng mà lúc mới mình cũng muốn tự làm ao, muốn với em. Với cả lúc đó đâu có tia tay. Lúc đầu làm mình sợ nhiều khi nó sơ sẩy cái là mất vừa mới đẻ xong rồi.
suốt ngày lội ở dưới ao. Nếu mình tự làm mình cũng thu thập kinh nghiệm, nhìn ừ. Biết mình quen. Mới lại lúc đầu làm á là ở đây chưa ai biết làm, có mình anh biết à. Dạ. Tại vì lúc mà học ở bên kia là có mình anh trong trại người ta anh coi thôi. Dạ. Tụi nó chưa nhìn thấy bao giờ hết á. À, tất cả những cái quy trình nè, ví dụ như bắt đầu thả lưới làm sao, gom về góc làm sao, kéo lưới gom lại làm sao, rồi thậm chí là cái anh đứng đó phải đếm số lượng con ra làm sao, là anh Long sau quá trình tự làm xong rồi mới là thiết kế cái quy trình làm việc như vậy á. À. Nhiều khi hồi đó nó cũng kiếm người làm xong rồi làm xong nó lại nghỉ, làm xong nghỉ mình cứ chỉ chứ tới mấy người này bắt đầu người ta làm luôn á. Yeah. Hai đứa ở dưới này là nó làm 6-7 năm nay rồi. Yeah. Rồi mình giao được cho nó luôn. Sướng nhất là gặp được những người đi cùng vậy đó, huấn luyện đồ này nọ ngon lành xong là ở lại với mình luôn anh ha. Ừ. Nhiều khi đào tạo xong rồi đua mất công đào tạo lại nữa. Anh thấy mỗi lần mà anh dù như anh xác định được con này rồi, anh học cái người anh xuống để anh ôm chặt con cá vô cái cá nó trơn lắm. Dạ. Thứ nhất là các bạn thấy là đeo bao tay ha, thứ hai là bận áo tay dài để mà ôm con cá nó chặt mình được. Xuống nước á cái da tay của mình nó dạ. Trơn lắm, kẹp vô nó tuột, thấy không, kẹp vô nó tuột. Các bạn để ý mỗi lần anh dù anh xác định anh coi con cá này, anh sẽ hợp cái người anh sâu xuống nước cái để anh kẹp con cá vô. Đó, giữ chặt lại rồi anh mở cái miệng ra anh kiểm tra. Rất là khỏe các bạn thấy không? Cá rất là khỏe. Nhiều khi nó nhảy nó đập vô mặt chảy máu luôn á. Chảy máu mặt, chảy máu mũi. Bao nhiêu rồi? Anh em nào ở xa có thể xem qua clip này để hiểu cái tập tính sinh sản của cá rồng ha. Đó. Các bạn thấy vấn đề cũng là chúng ta, nói chung là chúng ta cũng không có tác động gì nhiều lắm, chúng ta chỉ tạo cái môi trường sống thuận lợi cho nó thôi, thuận lợi cho cái việc sinh sản đồ này nọ thôi. À, khi nào mà em rảnh á, trong xuống cửa hàng anh ấy, làm cái clip anh hướng dẫn cách nuôi cá này kia, tại cái kênh YouTube của anh nó mất rồi. Hồi xưa anh có hướng dẫn cách nuôi cá nhỏ cho đẹp á. Dạ. Quá bối nuôi từ nhỏ tới lớn cho đẹp, huyết long nuôi từ nhỏ lớn cho đẹp á. Dạ. Bây giờ nó mất cái YouTube rồi. Dạ rồi, quá tuyệt vời luôn anh. Lúc nào em rảnh á, cái tại trong cửa hàng anh hướng dẫn cho các bạn nuôi mà kim long quá bối làm sao mà nó lớn lên để cho lên màu đẹp, leo vảy nhanh. Rồi, quá hay luôn. Sướng nha. Sướng nha, có anh Long anh hứa hẹn anh sẽ làm clip hướng dẫn cho mọi người cái cách chăm sóc làm sao cho lên màu đẹp, con cá nó mượt. Mà nuôi lên tự nhiên chứ không dùng hóa chất, không. Dạ. Thực ra cái cá rồng này, nó chỉ cần cái môi trường bên ngoài nó thay đổi màu theo cái phông nền mà. Dạ. Mình quá bối này thì mình nuôi phông nền trắng. Dạ. Quá bối hoặc cao lưng hồng vĩ, những dòng kim long ấy, thì mình nuôi phông nền trắng để cho nó leo cái vảy nó mới cả mình dùng ánh sáng là được. Còn huyết long thì mình dùng phông nền tối. Thế thôi đúng không anh? Không có dùng máy hóa chất. Không dùng hóa chất. Với lại mình coi thời điểm nào thích hợp để bắt đầu mình dùng ánh sáng thì mình kích thích cho nó lên màu thêm. Những cái đó là
những cái kinh nghiệm chia sẻ đó cũng cũng không phải là ai cũng chia sẻ cho các bạn nha. Với lại gọi là nuôi theo cái phong cách nó tự nhiên á, còn dùng hóa chất là dễ tụt. Lạm dụng cái đó là tụt đúng không anh? Không dùng hóa chất nữa thì nó sẽ đen thui hơn cá là cái thứ nhất. Cái thứ hai nhiều khi những cái hóa chất đó nó hại cho gan cho kia, ở cái lúc con cá nó đột tử nó chết. Nhiều khi nó bị đột tử. Nó có hại cho sức khỏe. Nhiều con em thấy mà giống như mấy con đầu vàng của Mã Lai á, nó về khoảng chừng 15 16 phân mà cái đầu nó đã vàng rồi. Nhưng mà những con đó nó em nhìn nó cái đầu nó bự lắm. Nó bự hơn cái người. Mà cái kiểu như một thời gian nó cái nó èo quật rồi mình không cho nó mình về đây mình nuôi á, mà những anh em không biết nó nuôi mà xong rồi cái không dùng hóa chất không có gì ấy, thì từ từ cái màu nó xỉn đi, nó đen lại. Nó đen cả cái người nó luôn á. Với lại hóa chất thì cái cơ thể nó cần phải giải độc á các bạn, cho nên là sẽ rất là hại gan, hại thận đồ. Những con mà nó có hóa chất ấy, thường thường cái người nó không phát triển. Nó lớn lên cái người nó vẫn teo teo vậy, cái đầu nó to cái đầu hơn. Bự. Cái đầu nó bự. Anh em chơi là nhớ lưu ý cái này. Tại vì bây giờ nói chung là khoa học kỹ thuật thì nó cũng tương đối phát triển, cho nên là nó sẽ có cái hình thức gọi là sử dụng hóa chất làm cái lớp vỏ bên ngoài nó bắt mắt, nó ấn tượng. Nhưng mà những cái trại mà nó muốn mà nhanh lên màu thì sẽ dùng hóa chất để kích thích cho nhanh lên. Giống như mình đàn ông là 12, 10 tuổi, 11 tuổi đâu có dâu. Nhiều người cho thuốc mọc dâu vào để cho nó mọc lên thôi. Nó kích thích nhanh hơn thì nó cũng sẽ có hại. Với lại cá này không phải nguồn nước nào nó cũng thích hợp. Cái giống như ở bên đây anh chỉ nuôi cao lưng hồng vĩ mới qua bối thôi. Còn bên kia thì nuôi huyết long, chứ huyết long nuôi bên đây ấy, thì nó đẻ không được. Nó đẻ ra một lần được kiếm được chừng 5-7 con là nhiều, còn bên kia thì nó đẻ đều. Nó hạp nguồn nước bên kia không? Tùy từng cái nguồn nước. Giống như em thấy mà bên Indo nó đẻ huyết long được nhiều lắm, đẹp lắm, nhưng mà đến lúc mà nó mang con Mã Lai ấy, thì nó không đẻ. Nhiều người, nhiều chủ trại Mã Lai vỡ nợ luôn. Vì mua cá giống của huyết long của Indo mang về Mã Lai nuôi, nuôi đến lúc nó đẻ đâu có được đâu. Phá sản luôn. Vậy trước khi anh mở trại chắc anh cũng phải đi nghiên cứu nguồn nước từng nơi hết à? Nhưng mà cũng lúc đầu cũng bị ấy. Anh nuôi đến lúc nó đẻ ra nó cứ nhả ra ngoài, nó đẻ ra nó hư trứng ngoài, đến lúc phải kiếm trại khác để đổi. Tại vì lúc đầu mình cũng đâu có biết được là nước nó, chỗ nào nó hợp với con cá đó đâu. Vẫn phải thử nghiệm trước. Mình cũng phải thả cả ao để mình thử. Chứ còn thử nước mà mang lên Pasteur thử thì mình vẫn thử. Nhưng mà nó đủ các chỉ tiêu để nuôi cá rồi, nhưng mà nó vẫn đẻ ra nó nhả. Nói chung có những cái là số liệu mình, số liệu nó cũng không nói lên được gì. Phải thả xuống coi nó có hạp không. Đúng rồi. Phải thiên thời địa lợi rồi chứ. Ok các bạn, xong hồ này rồi. Bây giờ mình qua trại bên kia để mình thu hoạch huyết long ở bên kia. Rồi bây giờ thấy thu hoạch huyết long hả? Đây. Hồi nãy thả con kia ra ghi lại nhé. Ở nhà còn bao nhiêu hồ trống? Đủ. Hả? Đủ không? Nếu không đủ thì để hai cái bầy này ở đây cho nó nuôi. Cái thùng này là cái gì? Nước. Nước. Nước của cái ao này á. Đem về mình pha cái hồ kia. Đúng rồi. Để nó lấy cái vi sinh này. Không phải lấy vi sinh mà cái ao nào á thì là mình lấy nước của ao đó luôn mình thả. Cho nó tới quen về thì mình thay nước từ từ. Chứ còn nó đang sống ở nãy giờ ngồi chụp hổm coi thu hoạch cá, giờ đứng lên nó bị tê giò luôn các bạn. Thu hoạch cá của cái ao này cho nên lấy miếng nước về để dưỡng ha, xong mình thay mình lọc từ từ, chứ bây giờ qua cái nguồn nước mới là cái sốc nước. Để một bầy này ở lại đây đi, để cho nó nuôi đi. Thương ạ. Để đây nuôi đằng sau hay nuôi đằng trước? Cưa ơi, cưa hôm bữa mấy con kia mình nuôi đằng sau hay đằng trước? Ba con hôm bữa bắt lên đây đó. Ba cá nhỏ đó, còn trứng hôm bữa đó. Nuôi đằng trước hả? Vậy lát nữa để một bầy này ở đây nha.
Hả? Vậy thả xuống luôn đi Cương ạ. Ôi chôm hổm. Ngồi chôm hổm 15-20 phút giờ nó tê giò các bạn. Ok, mã quyết lưu thông. Hình con này ngầu quá. Dạ. Mỗi cái mỗi khác à? À hay cùng một con rồi. À màu khác thôi đúng không? Dạ màu khác. Hồi đó anh đi qua bên Indo, dạ, mấy cả bên Thái anh thấy nó mấy cái trại ấy, trại dạ, nào vậy nó làm áo của trại nó thì không nói, nhưng dạ, mà nó làm các kiểu để nó bán á. Dạ. À, giống như trong chợ á. Dạ. Nhưng nó không có ghi tên trại nhưng mà nó cứ in hình con này con kia, dạ, bò sát là bò sát không, dạ, không. Còn cá rồng á là nó cứ mấy con đẹp đẹp á, cái nó chụp hình nó in lên áo để nó bán cho khách người ta sưu tầm á. Dạ, cũng hay anh. Ừ. Dế thì ở đây mình một tháng chắc gần tấn dế. Wow, một tháng tiêu thụ gần một tấn dế là riêng cái trại này không ha? Ờ, hai trại, hai bên. Hai trại, hai bên. Một tháng gần tấn dế. Dạ. Một tháng hết 6-70 triệu tiền dế. Trời ơi, 6-70 triệu tiền dế. Dạ, mình mua ở đây có 65 ngàn ký thôi đấy. Dạ. Đó. Coi như thức ăn chính là dế luôn ha? Ừ, cho ăn dế. Dế 100% luôn? Ừ. Ồ. Oh. Cho nó ăn cái này dữa nó nhiều protein á, dạ, cả cá này nó ăn anh không biết là sao nhưng mà cho nó ăn cái này nó đẻ nhiều hơn, dạ, nước ngoài á. Cái kia tụi nó cho ăn tôm không, dạ, hoặc là ăn nhái, ở đây mình cho ăn dế không, dạ, nào thuận mình làm. Dế này anh đem về mình có giống như là rộng lại rồi cho nó ăn thêm vitamin hay gì không anh? Không, mình nó mang tới giao thì mình để 1-2 ngày mình cho ăn luôn, dạ, thì cũng rộng lại cho nó ị, ừ, ra mấy cái phân. Đúng rồi, cho nó sạch sẽ. Bây giờ mình đi qua bên trại bên kia. Dạ dạ. Rồi ok các bạn. À, giờ mình sẽ qua bên kia mình thu hoạch huyết long tiếp ha. Ok. Stop.